Tần hóa cho bạn nhắc tuồng kìa. Đưa qua đây. Đó. Rồi, ngồi xuống nha hai bạn. Này quà gì vậy em? Em có mua một cái bóp chị. Thì thằng thường năm cũng không biết tặng gì, em mua bóp để lúc nào cũng đi cũng mang bên cạnh. Với lại cũng để cất tiền nữa ha. Dạ. Rồi, cũng quá rất là hợp lý. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra của em là như thế nào? Thấy bạn gái cũng đẹp gái, hiền lành, dễ thương. Còn em, cảm xúc đầu tiên mình như thế nào? Em thấy cũng được. Hay cũng được. Mời các bạn sẽ cùng ăn một bữa trưa tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa rất là ngon miệng tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương ha. Đây là món lẩu mình cá lăng. La lăng mình múc cho bạn gái ha. Hai đứa vừa ăn vừa tâm sự. Ít phút sau chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn buổi trưa ngon miệng. Cảm ơn chị. Em có hay về quê không? Dạ có chứ. 2-3 tháng em về một lần. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ nhà em anh chị em đông lắm. Phải 8 người. À 8 người. Em thương mấy trong gia đình? Dạ em kế Úc. Em dùng lẩu. Dạ được. Anh cứ ăn tự nhiên đi. Anh ở đây 10 năm mà không có quen được ai mà lấy làm vợ à? Vì em một lần cũng chán nản em ơi, nữa là trong chỗ anh làm thì lại là anh làm cái kho toàn là con trai không, tại vì cái chỗ này công việc nặng nhọc giữa con trai không đi chơi ở ngoài. Đi chơi ngoài cũng có nhưng mà anh cũng tại vì một lần anh cũng cảm thấy ngại thì cũng dám, cho nên anh nhờ chương trình hẹn hò. Anh 33 tuổi là sinh năm 87 hả? Ừ, 87. Mấy em dùng lộn. Dạ được. Thì từng lấy vợ mà chưa có con. À chưa. Hồi đó anh ở với vợ chồng anh ở với nhau thì một năm là chia tay rồi chưa có con. Ở với nhau một năm không có con. Tại vì hồi đó anh cũng chưa xác định tính rằng chưa có con nhưng là từ còn trẻ quá chưa muốn sinh. Đúng rồi. Hôm nay em đến đây em đi với ai? Dạ em đi với cháu. À. Hồi nãy em nói là em làm tiệm tóc rồi. Ở Vũng Tàu đó. Em mở tiệm lâu chưa? Dạ không, em lúc trước em làm cho người ta, bây giờ em mới sang tiệm lại. À. Nhìn anh có vẻ hiền. Anh hiền em ơi. Hồi nãy anh nói là anh không muốn quen người có con phải không? Vậy chắc nghĩ em thì không hợp rồi. Con gái em lớn rồi. Em thì xác định em đã lấy chồng phải em mang con theo. Mà anh nói vậy chắc anh chắc không hợp. Dạ, tại anh nói là xác định anh không muốn có quen người có con. Ngại sống con vợ hay sao mà là không chịu? Sao em? Ý là anh ngại cái sống cái kiểu là con anh con em hay sao mà anh không chịu là quen người phụ nữ có con? Không phải em ơi. Em không ngại vấn đề đó. Tại vì cái quan điểm của anh là có con chung rồi anh thì anh thương con nhiều hơn. Cho nên hạnh phúc cũng được bền vững hơn. Ngày là không, con riêng là không được. Người ta nói là thương mẹ, thương lĩnh con chứ. Vậy thương con chung mà con riêng không thương hả? Thương thì thương nhưng mà con chung. Ăn chưa, ngon không? Ngon chị ơi. Trời ơi, ngon chị, đâu thần nghe cái mùi măng chua tôi thiệt, tôi thèm, tôi đói bụng muốn chết luôn, tôi không được ăn á mà hai người không chịu ăn. Dạ, ăn rồi em ngon rồi chị. Dạ, ngon. Rồi, bây giờ chúng ta cũng ăn uống trò chuyện với nhau để mình hiểu được cái suy nghĩ, cái quan điểm của nhau rồi. Như hôm nay tụi em đi có người thân đi theo không? Dạ, có mấy bạn cùng quê đi chung. Mấy bạn cùng quê luôn? Dạ. Ờ, em có đi với ai không? Dạ, em có, đi với hai đứa cháu. Hai đứa cháu, rồi mời người thân của hai bên vào nói chuyện cho vui nè. Đây là hai anh là gì của bên nhà trai? Xin chào chị Cát Tường, xin chào nhà ông Khang Kiên. Em là bạn về bạn đấy, làm ở cùng quê và làm cả công ty. Cùng quê. Rồi nãy giờ nghe hai bên nói chuyện với nhau, nay cái câu chuyện nãy giờ thì cái suy nghĩ của em như thế nào? Thì em đánh giá bạn đấy thì nhút nhát quá. Nói không có rành mạch gì hết. Vậy thì mình nói gì khích lệ bạn mình đi. Bạn cố gắng lên, nói mày gian. Rồi bạn này, có ý kiến gì đóng góp cho bạn không? Cũng muốn là tiến xa hơn. Bây giờ ý của bạn em hồi nãy chị ngồi ở ngoài chị nghe đó, là bạn em là không có muốn là lấy vợ mà vợ có con riêng. Thì suy nghĩ của hai em như thế nào? Cái đó thì nếu mà tình yêu
chân thành, sâu sắc thì có thể bao dung hết. Em có vợ chưa? Dạ em có vợ rồi. Em có vợ chưa? Dạ có rồi. Có rồi luôn. Thì theo kinh nghiệm em, cái suy nghĩ của em như thế nào, chia sẻ với bạn mình. Không, chả có vấn đề nào nó quá đâu. Tại vì trên cái đời này thiếu gì cặp, thiếu gì đều mà có con chung, con riêng đó đâu. Mình rằng là về với nhau thì hạnh phúc là được rồi. Rồi, đó là suy nghĩ của hai bạn. Cảm ơn hai em nha. À, còn con, con năm nay nhiêu tuổi? Dạ con năm nay là 19, con sinh viên năm 2 trường giao thông vận tải. Rồi là con cháu là cháu ruột hả? Dạ cháu ruột. À, nãy giờ nghe câu chuyện của cô với cô Tường với chú bên này nói chuyện thì con cảm thấy sao? Dạ thì con thấy là quan niệm của mỗi người là một khác nhau. Thì bên anh thì không chấp nhận bên cô là có con trước. Tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Thì con đứng đây con nói cũng không được gì hết. Đúng. Đã quan điểm của ai thì người đó đã có quan điểm rồi. Còn nếu hai người tiến được với nhau không thì do suy nghĩ của hai người. Giả tỷ như sau này rồi con trưởng thành hơn nữa, rồi con lấy vợ, con có người yêu mà bạn gái con cũng có con riêng trước đó thì con... Dạ thấy bình thường, tại vì là thời đại hiện nay rồi, không quan trọng trước có con trước hay con sau gì hết. Quá khứ của họ mà mình đâu có trách, mình đâu có thể nào mà trách họ được. Ai cũng có một lầm lỗi thôi. Nếu là con thì con cũng chấp nhận. Cái đó đâu phải gọi là lầm lỗi con. Dạ. Cái đó gọi là số phận. Số phận. Chứ số phận cô thôi. Của con đâu có làm gì đâu lầm lỗi. Dạ. Đúng không con? Dạ vâng. Cái đó là số phận. Biết bao nhiêu người giống như là nếu mà như là mấy đứa trẻ mồ côi đi, họ vì những con nuôi chẳng lẽ họ không thương họ, chẳng lẽ họ không thương tụi nó hay sao? Thì cũng nghĩ là theo ý kiến quan điểm con vậy. Rồi đó là suy nghĩ. Đây là suy nghĩ của những người đã lập gia đình. Đây là suy nghĩ của những người trẻ cho một cái thế hệ mới. Còn riêng chị Tường cũng nghĩ như vậy. Chị Tường thì Tường này đó ý kiến riêng của mình thôi. Có nghĩa rằng mọi thứ nó đều là nhân duyên hết. Chúng ta có những cái ước muốn, có những cái quan điểm của mình thì mình trân trọng mỗi người một quan điểm khác nhau. Tuy nhiên cuộc sống nó là những thứ gì nó rất là lạ và tình yêu nó cũng rất là diệu kỳ. Nó có những cái nhiều khi là có hai vợ chồng lấy nhau không sanh được con cũng phải chạy vậy điều trị khắp mọi nơi, rồi cuối cùng người ta cũng chọn phương án là tìm con nuôi, nhưng mà người ta vẫn yêu thương và nuôi dưỡng con người ta đến nơi đến chốn. Đó là cũng một trường hợp. Hoặc có những người nhiều khi vì hoàn cảnh gì đó mình cũng không sinh con được, nhưng mình nuôi con của người yêu mình cũng như là con ruột của mình, nó cũng tùy. Rồi cũng thiếu gì, thậm chí là con anh con em nữa chứ không phải rồi con chúng ta nữa, hay đùa đùa con anh con em đánh con chúng ta, nói cho vui thôi. Chứ tự nghĩ rằng đó là quan trọng là tư duy suy nghĩ, nhưng mà cái tình hình chung là rõ ràng không có một cái gì là nó được hay là không được, không có một cái gì là đúng hay sai, mà tất cả mọi thứ đều nó một cái giá trị tương đối, không bao giờ là tuyệt đối. Ví dụ hôm nay con nhỏ con lại thấy vậy, nhưng mà 10 năm nữa con lại thấy khác nữa. Rồi bây giờ ví dụ như là chú đây, bây giờ chú thấy vậy, 1-2 năm sau chú lại có cái thay đổi khác. Khi mà cuộc sống nó có những cái tác động đến cuộc đời của mình để mình lựa chọn, lúc đó mình sẽ có cái quyết định đúng nhất. Còn để mà ngồi trên bàn tròn hay là ngồi lại mà ngồi để nói chuyện, để mà nói lý lẽ hay nói đúng sai thì có thể nói nó vô tận, nói nó tùm lum hết. Nhưng mà đúng chuyện khi làm thì mỗi cái nó sẽ mỗi cách khác nhau. Đúng không hai anh? Chị Tường nói hay quá, một tràng pháo tay. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha, cảm ơn các bạn. Bây giờ thì Tường có những cái câu hỏi của lá thăm của chương trình dành cho hai bạn này cho vui, để cho mình thư giãn một chút xíu ha. Và mình cũng có cơ hội để mình quen tiếp xúc với nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Mời em bóc một lá. Rồi đọc lớn lên nhìn Tường luôn nha. Cô gái tiến tới massage cho chàng trai rồi hỏi cảm nhận của anh ấy. Mời em qua sau lưng anh chàng trai ngồi dựa luôn ghế. Hồi nãy làm nghề tóc này là cũng biết gội đầu massage hay lắm nè. Rồi qua bóp da cho ảnh chút xíu đi, cho ảnh cảm nhận coi sao. Mời em. Khóc quá à. Có gì đâu mà khóc, bình thường thôi cưng. Cuộc đời mà nó là như vậy đó, mình phải vượt qua hết mình mới cuối cùng mới có hạnh phúc được. Thư giãn em, thư giãn đi em, thư giãn hưởng thụ đi em ơi. Và hơi sương ha, thiếu bàn tay người phụ nữ chăm sóc, hơi sương, hơi sương. Dạ đúng rồi chị. Thầy không nhắm mắt lại hưởng thụ rồi. Buồn hết cho anh chút đi em, mình thở. Tại vì làm đêm nhiều quá nên người cũng được cho nó mập chứ. Em làm đêm dạ. Rồi, được rồi em gái. Cảm nhận. Cảm nhận như thế nào? Khỏe hẳn ra chưa? Khỏe hẳn ra. Tay nghề của cô chủ ngon lành không? Dạ, ngon lành, quá ngon lành. À, hợp lý hả? Dạ. Tường có hay đi gọi đầu massage thư giãn đâu gì không? Dạ, cái đó không vậy. Không ha, không có thời gian ha, nó xa xỉ với mình. Thời gian thì không? Có nhưng mà em không có đi. Cho nên bữa nay là chắc lần đầu tiên được massage quá hả? Dạ, đầu tiên luôn chứ. Vậy hả? Dạ. À, thích không, thích không? Dạ, thích. Rồi, cảm ơn em. Đây, tới phiên bạn gái bóc một lá giùm cho chị ha. Đọc lớn lên giùm chị luôn. Hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất là không thích nhất ở người đó đối diện. Mời em, nhìn cô này nãy giờ à, nãy cô massage cho mình rồi đó, bây giờ nói thật lòng nha. Đây, hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất và không thích nhất ở người đối diện. Thích thì thấy bạn gái dễ thương và hiền lành. Còn không thích thì
quê bạn ở xa quá, em thích quan điểm em thích lấy vợ gần nhà. À, là hiện tại cái chỗ ở đó hả, là người Vũng Tàu, người dạ, dạ, phố đó hả? Em thích gần nhà, xong rồi Tết về mình đi lại cũng vậy nữa. Ừ. Dạ, cái dòng nói cũng dễ hiểu nhau nữa. Thì nhiều khi em băng mà nói, nhưng mà bạn gái nam thì nói những ngôn ngữ nó. À, em sợ bạn gái không nghe em hay là em không nghe bạn gái? Bạn gái nhiều khi không hiểu. Không hiểu em á hả? Rồi, rất là thiệt tình, nghĩ sao nói vậy, ok. Hôm nay là một cái duyên, chương trình đã kết nối hai bạn lại với nhau ha. Cũng rất nhiều hồ sơ mình mới gặp nhau ngày hôm nay. Còn mọi thứ thì mình cũng đã trao đổi rồi. Nó không đủ để hiểu hết nhau, nhưng cảm nhận thì mỗi người cũng đã mỗi có. À, cái quyền tất cả mọi thứ là do mình thôi. Mình muốn tạo điều kiện cho nhau tìm hiểu thêm thì mình bấm nút, bấm thật mạnh. Còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lặng lẽ lấy tay ra. Quyền là ở các bạn nha. Xin mời nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. À, cuộc sống không có điều gì là đúng, không có điều gì là sai. Có thể hôm nay tới đây mình chưa nhận được cái duyên tại đây, nhưng mà khi chương trình này phát sóng lên thì nhiều khi lại một cái duyên nào đó nó đến với mình. Khi rất là nhiều khán giả họ theo dõi chương trình này, cuộc đời rất là khó nói ha. Giống như chị Tường vậy, chờ mãi mà chưa thấy đó, không biết chừng nào thấy. Nhiều khi tối nay chị đi ra khỏi nhà hàng Trà Cá Đế Vương chị cũng gặp thì sao? Cho nên là em gái vui lên. À, chị hiểu những cái giọt nước mắt của em, đó là cái cảm xúc của một người phụ nữ. Em cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm, những biến cố trong cuộc đời từ khi còn rất là trẻ. Nên chị rất thương và chị tin chắc chắn em sẽ có được hạnh phúc. Không buồn nữa, đứng lên chị Tường ôm cái nha. Rất là đẹp và rất là giỏi. Có một đứa con rồi là tài sản vô giá. Vài năm nữa thôi con lớn là nhờ được, lúc đó mình thoải mái thư thả. À, có chồng hay không có chồng, mọi thứ đều là nhân duyên hết. Rồi, ok, cảm ơn em. Đây, món quà chương trình gửi tặng cho mình để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. À, chị cũng hy vọng là một ngày không xa thì tình duyên cũng sẽ đến với em ha. Thưa quý vị, hôm nay là Tường thì có chút hơi tiếc tiếc một chút, hơi buồn thôi. Và Tường cũng hy vọng rằng là hôm nay nếu mà có những anh chị nào, những bạn nào mà muốn kết nối với hai người tham gia chương trình thì hãy liên hệ với chúng tôi nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Dạ rồi, ok, chào anh ha. Anh cứ nhìn thẳng vô camera điện thoại rồi anh chia sẻ giúp tụi em nha. Mời anh sẽ giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc nha. Anh là Lê Văn Phước. Anh sinh năm 86. Bây giờ anh là có một cái cửa hàng bên phân phối nhôm á. Ừ. Ủa là quê anh ở đâu? Quê anh ở Bến Tre. Anh kinh doanh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, phân phối nhôm là anh có cửa tiệm ở Sài Gòn luôn. Đúng rồi. Dạ rồi, anh Phước là trước giờ mình trải qua mấy mối tình hay là có lập gia đình gì chưa? Anh có một gia đình, anh có một đứa con gái, ly hôn 8 năm. À, đã ly hôn 8 năm có một con gái, vậy thì anh chia sẻ về cái cuộc hôn nhân này đi. À, lấy vợ khi nào, ở với nhau bao lâu, sao ly hôn ha? À, anh ly hôn, nói chung là chắc hai người không có hợp nhau thì chia tay. Ừ, cái đó là chung chung quá. Cụ thể không hợp ở cái điểm gì anh? Nói chung là cũng bất đồng về quan điểm về cuộc sống thôi. Cụ thể anh, ý là để tụi em biết là tụi em còn ghép cái người tiếp theo cho mình nó phù hợp á. Ví dụ cuộc sống là như thế nào? Về cái cuộc sống thì anh phải tìm được người kinh doanh giống như anh. Không, em đang nói cái người vợ cũ của anh á. Sao không hợp ở cái điểm nào? Về kinh tế hay là tính cách hay là cái gì không hợp cụ thể với em cái? Thì về quan điểm là giống như anh kinh doanh mà vợ anh nó ghen tuông quá. À, không hợp vì vợ ghen quá đúng không? Ừ. Ủa là anh đã ly hôn cách đây 8 năm, con gái anh là đang ở với ai? Đang ở với vợ cũ anh cấp dưỡng. Ừ. Trong 8 năm rồi anh có tìm hiểu ai khác không? Nói chung anh cũng quen của cũng được mối tình rồi, nhưng mà do anh không có đi nước ngoài cho nên anh chia tay. À, là cô kia muốn anh đi nước ngoài hả? Đúng rồi, tại gia đình nó đi nước ngoài hết rồi. Ừ. Rồi anh con gái anh là bây giờ được bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi, em học lớp 6 rồi. À, dạ rồi. Rồi anh Phước nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi anh Phước. Nói chung anh là hòa đồng, vui vẻ, đi từ thiện.
Còn điểm yếu anh thì hay nóng nảy thôi, hay Ừ. nóng tính, nhưng mà nóng rồi thôi bỏ, cũng như nóng rồi dặn lên nói thôi bỏ chứ không gì vậy. Vậy đó hả? Nói nào nóng rồi đập đồ này kia các thứ đâu không? Không có vụ đó rồi. Ý là mình thích quá mình nói cho ra cho nó hết tức rồi thôi chứ không. Rồi anh nói về cái hình mẫu bạn gái anh mong muốn đi. Ngoại hình, tính cách, tuổi tác. Nếu tuổi thì ngoại hình thì anh từ 1m6 lên, Ủa anh là cao mấy nhiêu? anh 1m68. Ừ. Tiếp đi nha. Dáng người thon dễ nhìn xíu, Ừ. tóc dài đừng tóc ngắn này, Ừ. chung là với biết kinh doanh, hòa đồng một xíu, vui vẻ, với tính cách hay hay đi từ thiện chung với anh là được rồi. Ừ. Rồi người ta cùng hoàn cảnh đã ly hôn có con thì được đúng không? Nếu như có con thì con gái. Ừ. Ok. Rồi còn yêu cầu gì nữa không anh? Có điểm gì anh không thích ở người bạn gái không? Đừng xăm mình rồi, rồi với hút thuốc Ừ. cà bạc mấy đó được. Rồi, ok. Còn yêu cầu gì Nếu nữa không anh? người phụ nữ không có con thì càng tốt, dễ hơn. Ừ. Rồi, nói chung là cùng hoàn cảnh, nếu mà có con thì con gái, hoặc không có con hoặc là tùy ha, biết đâu người ta tính cách phù hợp với mình sao. À, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi, nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho anh biết và sẽ có một biên tập sẽ trao đổi kỹ nội dung với anh nha. Ok, cảm ơn em. Ừ, dạ rồi, em chào anh Phước ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Bây giờ còn khoảng bao lâu nữa em tấp được vào hay làm Chị không, chị không, em còn qua đường chút xíu khoảng 5 phút mà không tới, nhưng mà lại kẹt quá trời nên em đang bộ quá. ừ thôi vậy sẵn em chia sẻ luôn cho chị đi, người mẫu yêu em thích người như thế nào. Nói chung là cũng bình thường thôi chị, nói chung là mẫu người yêu là nói chung là không cần đẹp xấu gì, nói chung là hiểu chuyện được rồi chị, nói chung là biết chính trên nhường dưới là được. Em đi làm thì sáng đi chiều về hay công việc ổn định không? Dạ, công việc ổn định chị, em làm cho công ty nước ngoài. À, vậy thì tốt quá. Dạ, tại vì sếp em người Mỹ á. Rồi, vậy là em nói được tiếng Anh luôn. Dạ đúng rồi. Wow. Introduce Nên cho em mới tập mới học ra vậy, nói chung là 1 vài tiếng để giao tiếp quá trời cho. dữ. Dạ. Ok, vậy được rồi. Rồi. Em là quê quán ở đâu rồi? Dạ, quê em là ở Lê Dung, Đồng Tháp à, chị. Rồi, em hiện nay đang ở quận 11, đang ở trọ để đi làm á. Em họ họ tên em là cái gì đó, cho chị cái đầu tên luôn đi. Bùi Nhật Anh. Nhật Anh. Dạ. Sinh năm bao nhiêu Nhật Anh? Dạ, em sinh năm 1994 94 rồi, chừng nào dự định lấy vợ? vậy. À, chắc cũng 2 3 năm nữa quá, tại vì gán thôi, công việc cho nó ổn định về tương lai trước em mới dám cưới vợ. Ừ. Bây giờ là em đang dừng dừng xe hay gì ta? Em đang dừng đèn đỏ hay sao? Đang dừng hả? Em quay cho chị coi nè, quá trời người ta luôn, cứ ngắt cứ ngông. À, coi như cái xe em cũng đang dừng lại đó luôn cái gì? Cũng Dạ. đâu chạy gì được. À ok em. Rồi, vậy bây giờ thôi sẵn mình nói chuyện luôn đi. Em cao bao nhiêu Nhật Anh? Dạ, em cao 1m63 vậy. Ừ. Rồi ở ngoài không ai, người ta nói tài xế nhiều nhiều bồ lắm mà Dạ, sao em không có đi bởi vậy nghe câu nói đó, bởi em mới ế tới giờ. Lúc em đi bộ đội là người yêu em đi lấy chồng rồi, tới giờ luôn là 5 năm nay em như vậy luôn. tội nghiệp không ai làm mai vậy đó hả? Dạ không, nói chung là em đi làm công việc của em là đi sáng đi chiều tối về, sáng đi chiều tối về ở trong phòng thôi, chỉ biết nấu ăn rồi đi làm về nấu ăn. Ừ rồi bây Dạ. giờ mẫu bạn gái thì tuổi tuổi tác làm sao, lớn hơn em được không? Bằng thì tuổi em trở xuống là được. À, bằng tuổi trở xuống. Ok Dạ. ok em. Rồi điểm em không thích bạn gái là gì?
Điểm không thích hả? Hay là em xong mình chạy xe, em chạy xe em không nói được thì thôi nha, thì em cứ tấp vô từ từ không sao hết ha. Dạ. Thì nói chung là cơ bản là nói chung là không có hỗn hào chửi thề là được rồi chị. Bộ gặp tôi chửi thề dữ lắm hay sao vậy? Mấy bà chị của chị vợ chị chồng con chú á, dữ quá em sợ. Ok em, ca hát gì được không Nhật Anh? Dạ nói chung là ca cũng được nhưng mà ít có ca không chị, hồi đó đi bộ đội còn ít ca. Em đi bộ đội mấy năm? Dạ 1,5 năm chị. Là về học nghề lái xe hay sao? Dạ em lái hồi lúc 18 tuổi rồi, năm rồi lái 2-3 năm rồi mới đi bộ đội về mới lái nữa. Rồi gia đình mình vẫn ở Đồng Tháp hả? Dạ đúng rồi chị. Ok Nhật Anh. Rồi nếu mà được tham gia chương trình á thì bên chị sẽ gọi lại rồi làm nội dung rồi bà báo cho em đi ghi hình rồi, ở Sài Gòn thôi thì chắc là em sắp xếp được dễ đúng không? Dạ được chị, tại vì em ở Sài Gòn này lâu năm rồi. À, lúc em rồi. Đến, đi làm rồi tới nay là ở đây cũng gần 10 năm rồi. Rồi được rồi. Nếu mà cho chị hỏi mấy cái răng của em cái Nhật Anh. Dạ. Mấy cái răng này té ngã hay sao? Ngã gãy răng hay sao vậy? Ngoài hay đó là sâu răng? Em bị bệnh vậy tại vì lúc trước em răng em bị hư con cây à, cái thằng nha sĩ dưới quê nó làm á, làm không kỹ, hai ba cái nó bị ngoại tử, cái nó bị gãy hết mấy cái lỗ mục. Bây giờ em đang làm. Em không về em bắt đèn nó hả? Lúc đó bị gì mà đi làm răng ở đó là sao? Có em bị con cây à, cái nó làm dạng không kỹ chị đắp lên luôn, cái 2-3 năm sau cái nó ở trong cái răng nó bị hư mà nó làm không sạch á. Nguy hiểm vậy ha. Vậy là phải đi trồng răng giả hả? Dạ nó làm em bị ngoại tử, lúc trước em dầm cũng đang sứng. Lúc trước chồng rồi bây giờ này không sao nha, tụi chị chỉ hỏi xem là nó bị sao, là do bị sâu răng hay là bị test xe hay là sao thôi. Vẫn rất là đẹp trai. Bây giờ mà làm bộ răng vô nữa ra là lấy vợ là được rồi đó em ơi. Chờ chi 2 năm. Dạ, cảm ơn chị. Dễ thương mà, ok đó. Rồi, Nhật Anh ơi, được rồi, em gặp tụi chị là em tới số rồi. Em chuẩn bị lấy vợ rồi đó. Nha. Dạ. Ok, rồi, làm việc đi ha. Rồi, bên chị cast em xong rồi đó. Cảm ơn em. Dạ luôn. Rồi xin chào anh nha. Đầu tiên xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Em mình làm công nhân rồi 33 tuổi. Tên là Công. Tên gì anh? Châu Thành Công hả? Tên Công. Châu Thành Công. Rồi làm công nhân ở đâu? Làm ở Tây Ninh. Công nhân gì đó bạn? Công ty dài. Rồi mình, nói một... nên... Rồi mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu rồi đường tình duyên của mình đi ạ. Mình có mối tình mà cách đây 10 năm rồi, mình không quen ai hết. Còn điểm mạnh thì hòa đồng vui vẻ. Rồi em được bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay? Tại vì lúc đó mình còn mới có 20 tuổi chưa có, rồi hai người không hợp chia tay tới nay luôn. Rồi bây giờ là mình đã có cái công việc ổn định hay là có điều kiện gì để mình kết hôn cho em? Dạ có ạ. Em chia sẻ thêm ra những cái điều kiện gì mình có để mình lấy vợ á. Thì công việc ổn định rồi thu nhập thì cũng ổn định, mình tìm người nào đó mình để
kết hôn. Em muốn người như thế nào em chủ động em chia sẻ nha Công ơi. Dạ, người dễ nhìn, không cần Rồi ok, phần task của em xong rồi đó. Nếu mà được chọn chương trình sẽ liên lạc lại sau nha. Chị cá xong rồi nha mấy em. Dạ. Bye